Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại đưa các bạn đến thăm mô hình chăn nuôi lợn của nhà bạn nông dân ở thị trấn Bát Sát, tỉnh Lào Cai nhé các bạn nha. Đây, mô hình nuôi lợn của chuồng trại các bạn ạ. Rất là nắm ngăn chuồng lợn, quy mô chăn nuôi. Đàn lợn này mới nuôi được mấy tháng đã nhanh lớn như thế này. Toàn ăn rau bỗng rượu thôi các bạn ạ, không có trang trọng nào. Nuôi lợn sạch đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm các bạn ạ. Con nào đều như con nào hết các bạn. Còn 12 con các bạn. Rất là đều. Con lợn nhìn rất là đều. Bạn nuôi toàn bằng rau và bấm rượu nấu các bạn. Bạn đến thăm khu lợn nái của nhà bạn nông dân nhé. Khu lợn nái này của nhà bạn ấy đã sinh là nhiều lứa lắm rồi, 7-8 năm nay rồi bạn ạ. Sinh sản bao nhiêu lứa con ra. Chăn nuôi rất là tốt cho bà con nông dân. Đây là lợn con mới sinh những bạn rất là đều, bạn ấy có kỹ thuật chăn nuôi lợn. Nhiều ngăn chuồng lợn, bạn tách đàn con ra. Các bạn
là đẹp, nó đều nhanh lớn. Chuồng trại sạch sẽ. Các bạn nên thăm mô hình chăn nuôi lợn của các bạn nông dân để các bạn có dịp cùng tham khảo nhé. Video của mình đến đây là tạm dừng. Xin chào các bạn.